Xin kính chào các bác. Ở video clip này xin giới thiệu các bác một bộ cấu hình của nhà Sony. Một chiếc âm ly Sony TA-535 quá quen thuộc rồi. Ở video clip này đặc biệt là đôi loa. Trước mắt các bác đang là một đôi loa Sony dòng ZX3. Một đôi loa rất hay và đẹp. Đặc biệt đôi loa này của em về nó có nguyên cả cái chân theo nhà sản xuất. Như vậy các bác có thể thấy nó để trên một cái chân của nhà sản xuất thiết kế cho nó, và nó có thể xoay để thay đổi hướng mà đôi loa muốn phát các bác nhé. Xoay 360 độ luôn, nghĩa xoay thành một hình tròn đấy các bác. Và đôi loa này thì tình trạng cũng đẹp, từ cái càng đến loa đẹp, dùng từ là đẹp khá các bác nhé, đẹp khá, vuông thành sắc cạnh đó các bác. Và đôi loa này trên thị trường giá dao động từ 5 triệu trở lên. Nhưng không có những cái chân kệ như vậy. Đôi loa này theo cả cái chân, theo nhà sản xuất như vậy. Cái chân của nó vật liệu làm bằng nhựa composite, nghĩa là các bác cái nhựa này nhựa chống nhiệt và nhựa chống vỡ các bác, chịu va đập rất tốt và nó còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, đôi loa rất là đẹp. Đôi loa này sử dụng một bát 20 và sử dụng gân mút đó các bác, đánh tiếng bát rất sâu. Lỗ thông hơi phía trước và một con chung giấy, một con tép đôm có viền đỏ, một vi tinh chỉnh. Loa có cái trở kháng đây các bác. Trở kháng của loa là 6 ohm và công suất là 75W. Với đôi loa này thì nó cho ra tiếng bát đánh sâu, trung âm sáng và tiếng tép đánh rất ngọt. Các bác có thể phối ghép trên những dòng âm ly có công suất nguồn từ 100W trở lên là đánh ngon được. Em đang ghép vào chiếc âm ly Sony TA-535, một con âm ly đánh rất mạnh và khỏe. Con này có cái công suất nhìn rất gấu. Bộ công suất của âm ly này rất gấu và công suất nó ghi ở ngoài cũng rất khiêm tốn thôi. Chỉ có công suất của âm ly này ghi chỉ có 90W đó các bác. Made in Japan, dòng âm ly này đánh rất khỏe, chỉ có 90W thôi. Lưu ý các bác là nó ghi 90W trên một kênh chứ không phải 90W tổng máy đâu nó đâu. Cái nguồn ở đằng trong nó ghi là 175 AV. Như vậy là con âm ly này nó là một con âm ly đánh được rất nhiều loa, và đặc biệt nó có một cái đèn tia rất đẹp. Đó. Và low lớt, ở video này em sẽ không bật low lớt các bác nhé, không bật low lớt. Một cái âm ly này giá trên thị trường dao động từ 2,6 triệu cho đến 3 triệu tùy nơi bán, các bác có thể lên trên mạng gõ. Một chiếc âm ly đẹp xuất sắc, không tì vết, không chảy xước trên mặt. Đó, hoạt động hoàn hảo, đẹp xuất sắc luôn, và đôi loa cũng đẹp xuất sắc. Chiếc âm ly em để các bác giá là 2.400.000 đồng, 2.400.000 đồng, 535, rất hay các bác nhé. Và đôi loa em để các bác giá 5 triệu đồng cả chân kệ đó các bác, nó theo cả bộ chân của nó luôn, ê càng đẹp xuất sắc. Những đôi loa này thì các bác lưu ý là nó có nguyên phụ kiện như vậy là rất hiếm các bác. Đó, để rất đẹp. Và cái chân này nó không chỉ là cái để làm để cho đẹp đâu các bác, mà nó còn thêm một phần nào đó làm cho âm thanh nó hay lên theo đúng nhà sản xuất muốn hướng đến chúng ta, là muốn ngửa cái loa lên theo một góc nghiêng nhất định các bác nhìn đấy ạ. Đó, và làm cho cái đường tiếng nó thổi vào mặt chúng ta rất là hay. Và bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn. Bộ cấu hình này âm ly giá 2,4 triệu, đôi loa giá 5 triệu, tổng là 7.400.000 đồng. Để các bác nghe một đoạn nhạc trường vũ các bác. Em chưa sử dụng low lớt các bác nhé. Đánh rất, bộ cấu hình này rất giàu nhạc tính các bác. Bao năm ở gần nhau mê.
làm sao ngày mai tiễn đưa bạn lúc tôi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điều, mình cạn hết cà phê. Trời nực môi càng khô, cha đậm không một tách để vui vơi. Bên nhau ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài. Đêm không rượu thơm trà quý, nước lạnh uống làm vui. Thân nhau lòng thân đạm mơ đó các bác. Đây là một bộ cấu hình đánh tiếng bát, tiếng tép và tiếng trung rất là lung linh, lịnh tai. Đôi loa giàu nhạc tính và chiếc âm ly đánh cũng rất giàu nhạc tính, kết hợp với nhau và cùng một hãng Sony. Những dòng âm ly Sony mặt phay nhôm thường cho ra chất tiếng rất ngọt ngào, uyển chuyển và giá tiền đầu tư rất rẻ các bác. Chiếc âm ly đẹp xuất sắc luôn, giá 2,4 triệu. Sony TA-535 giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Những chiếc âm ly này trên thị trường không dưới 3 triệu những thời điểm bây giờ các bác nhé. Các bác lưu giúp em. Và đôi loa này giá 5 triệu gồm cả chân và loa. Đó các bác, cực kỳ tuyệt vời. Bác nào có nhu cầu lấy bộ cấu hình này thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 0983 669 3686, 0983 662 586. Em giao hàng toàn quốc. Đôi loa em xin nhắc lại giá, giá 5 triệu RX3 Sony, có một vi tinh chỉnh Bass 20, trung giấy két đôm. Ở dưới có một cái khớp các bác nha, có một khớp bám vào loa, chúng ta có thể xoay được các bác. Lúc giàu sang đời thiếu. Đây các bác, có một khớp phía sau đây. Đây là theo nhà sản xuất luôn. Và cái phía sau các bác có thể nhấn từ Sony đấy ạ. Đó các bác, nó theo nhà sản xuất luôn. Một đôi loa có theo cả phụ kiện, rất tuyệt vời. Thèm thuốc, hộp đựng không một điếu, mình cạn hết cà phê. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý, còn ơn ca bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Xin kính chào các bác.